thì nói về cái hiện tượng cộng hưởng. Ở đây cô có cái đề, đó là câu ở trên Facebook là cô đã post lên rồi, nên là các bạn có thể là lưu cái đề đó xuống dưới và các bạn có thể chép ra để chúng ta theo dõi cái trang cái bài giải của cô cho nó dễ hơn, được chưa nào? Tức là cô đã up lên từ tối hôm qua ha, hay là đúng rồi, từ tối hôm qua cái đề rồi. Như vậy các bạn sẽ lấy xuống và chúng ta sẽ tóm tắt đề ha. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có nè, mặt điện xoay chiều có omega thay đổi. Omega của cô thay đổi. Mặt của chúng ta đang là RLC mặt nối tiếp. Khi omega thay đổi mà bằng omega 1 thì cái và omega bằng omega 2 thì lúc đó là người ta nói là phi dụ dụng nó sẽ bằng nhau. Đấy. Và cái đề của ông bạn đó là đề đại học 2009. Và đáp án của các bạn là đi tìm cái hệ thức đó là omega 1 nhân omega 2 bằng 1 trên căn của LC. Câu B. Omega 1 cộng cho omega 2 sẽ bằng là 2 trên cho LC. Câu C là omega 1 nhân omega 2 chính là bằng 1 trên LC. Và câu D chúng ta omega 1 cộng omega 2 nó bằng là 2 trên LC. 2 trên căn của LC. Đó. Như vậy chúng ta sẽ xem thử là nó sẽ rơi vào đáp án nào. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ cùng cô giải quyết xem vấn đề này như sao. Được rồi, rất là tốt. Hôm nay cô thấy rất là nhiều bạn lên ha, đó chính là động lực của cô. À như vậy các bạn cùng cô tóm tắt cái đề, và đề cô đã up trên YouTube trên trang Facebook của cô á, các bạn lên đó để lấy cái đề xuống, hoặc ở đây chúng ta cũng thấy cái đề rất là quen thuộc, được chưa? Như vậy thì chúng ta sẽ ôn lại cái chỗ này, và đây chính là cái kiến thức mà nền tảng nhất để chúng ta xem thử là giải những cái bài tập ở bên trong như thế nào. Ok, mời các bạn. Chúng ta sẽ thấy một vấn đề là omega và y bằng nhau, như vậy chúng ta sẽ kết luận gì? Vậy điện xoay chiều thì cái điện áp đặt vào là nó ổn định, là u không đổi. Khi y một mà bằng y hai thì cô kết luận được gì? Cô sẽ kết luận được z một bằng z tổng trở hai. À, như vậy thì mặt rlc mắc nối tiếp. Như vậy khi omega mà thay đổi, các bạn omega thay đổi thì dẫn đến là ZL và ZC sẽ thay đổi. Như vậy cô có Z1 sẽ bằng là căn bậc 2 của R1, R không đổi các bạn, cộng cho ZL1 trừ cho ZC1 tất cả bình phương. Bởi vì hai yếu tố của cô đều phải thay đổi, đó là omega thay đổi dẫn đến là ZL và ZC thay đổi. Z2 của cô sẽ bằng căn bậc 2 của R bình cộng với Z L2 trừ cho ZC2 tất cả mình. Và Z1 bằng Z2, cho nên cô luôn luôn đưa ra được một cái là ZL1 trừ cho ZC1 bằng cộng trừ ZL2 trừ cho ZC2. Và cô kinh nghiệm là sẽ lấy dấu trừ, thì cô chuyển qua đây các bạn sẽ có được là tương đương với là ZL1 cộng cho ZL2 bằng ZC1 trừ với trừ là thành dấu cộng ZC2. Từ đây cô thấy là L không đổi, cô đặt L ra ngoài, ở trong vòng omega 1 cộng gì? Omega 2. Và nó bằng là 1 trên C của cô ở đây và 1 trên omega 1 cộng 1 trên gì? Omega 2. Đó, như vậy thì các em sẽ thấy nè, đây. Và vấn đề của cô nhìn nhanh vào đáp án thì cô sẽ thấy nó xuất hiện là L với C. Như vậy cô sẽ nhân căn L với C qua bên này. Như vậy cô có LC. Bên này các bạn có nhân với LC qua bên này thì các bạn sẽ có được, ở đây cô quy đồng mẫu thì mẫu chung của cô là omega 1 nhân omega 2. Như vậy nó có là omega 1 cộng omega 2. Như vậy cô sẽ rút gọn ha các bạn. Rút gọn thì bên này cô sẽ còn được là gì? 1 trên gì? Omega 1. Được chưa? Vậy ở đây cô sẽ biến đổi lại là gì? Omega 1 nhân omega 2 chính là bằng 1 trên LC. À, như vậy nhanh chóng cô sẽ tìm ra được đáp án, đó là câu C. Và một cái thường là người ta thấy rằng là các bạn sẽ thấy một cái hiện tượng mà
xuất hiện LC có nghĩa là mặt cộng gì các bạn? Cộng hưởng, đúng không? Khi cộng hưởng chẳng hạn thì omega không của cô chính là bằng gì? 1 trên căn của LC. Như vậy 1 trên LC thì cô sẽ biến đổi được omega không của cô bình phương sẽ bằng là omega 1 nhân omega gì? 2. Vậy chúng ta sẽ rút ra được một xíu cái mặt cộng hưởng. Được chưa nào? Với cái bài toán này thì cô đã chọn ra được đáp án rồi. Nhưng mà qua cái bài toán này cô muốn chỉ cho các bạn một cái xíu chỗ này rất là hay. Đó là từ cái chỗ này các bạn nhân lên đây. Được chưa? Nhân cái này lên đây nè. Như vậy cô làm để các bạn xem nha. Đó là omega 1 L thì bằng 1 trên omega 2 C ha. Như vậy thì tới đây cô sẽ rút ra được cái gì? Tương đương với Z L1 bằng Z C2. Đó, hay chưa? Mai mốt sẽ lấy cái chỗ này làm hay lắm các bạn nha. Một bài chúng ta sẽ khai thác rất là nhiều thứ. Vậy thì các em sẽ thấy ở đây cô rút ra được điều này cực kỳ hay. Hoặc là bây giờ cô không thích vậy, cô để omega 2 trên đây. Omega 2L thì bằng là 1 trên gì? Omega 1 C cũng được. Vậy từ cái chỗ này cô cũng có thể rút ra được là gì? ZL2 thì bằng ZC gì? Thấy chưa? Đó, như vậy vấn đề của cô đã rút ra được hai cái chỗ này. Được chưa? Và cô rút ra được cái chỗ gì? Cộng hưởng. Như vậy cái bài này cô sẽ nhấn mạnh với các bạn điểm này để tí nữa chúng ta sẽ giải cái đề đại học, đó là đề đại học 2015 ha. Như vậy thì qua cái bài này cô đã rút ra được điều gì? Một nha. Cô phải giải thích với các em là như thế này. Qua cái điều này cô đã rút ra được đó là khi mà hai cái cường độ dòng điện bằng nhau, khi hai cái cường độ dòng điện bằng nhau thì cô luôn có là khi mà omega 1 omega thay đổi thành omega 1, omega thay đổi thành omega 2 thì lúc đó hai cái y nó bằng nhau, y 1 nó bằng y 2, lúc đó cô sẽ có Z1 bằng Z2. Và khi hai y này bằng nhau và khi mà cường độ dòng điện lớn nhất, có nghĩa là khi omega thay đổi để cường độ dòng điện lớn nhất thì mặt sẽ cộng hưởng với omega 0 sẽ 1 trên căn của LC. Như vậy cô rút ra được là khi mặt cộng hưởng. Ok, cô sẽ có omega 0 chính là bằng bình phương sẽ bằng là omega 1 nhân omega 2. Hả? Và cô rút ra được cái gì? Ra ZL1 thì bằng ZC2. ZL2 thì bằng ZC1. Đó, cái điều này là luôn luôn xảy ra. Đó. Khi các bạn coi như là đây là cái công thức luôn để các bạn ráp vào để một mai mốt các bạn sẽ giải đề chẳng hạn, bạn gặp nó là bạn biết cái điều đó xảy ra. Được chưa? Bây giờ tiếp theo cô muốn nhấn mạnh với các bạn một cái điều mà chúng ta sẽ dùng cái đồ thị này để chúng ta giải một số bài tập cực kỳ nhanh. Đầu tiên các bạn nhận xét omega 1 và omega 2 chính là y. Được chưa? Và khi mà omega 0 thì mặt sẽ cộng hưởng. Và lúc đó là y nó đạt giá trị lớn nhất. Như vậy ở đây cô sẽ có ở đây chính là omega thay đổi. Thì cô cho đây là trục omega. Trên này là chúng ta sẽ có đây chính là giá trị của y. Và ở đây các bạn sẽ có một cái đó là y1 bằng cho y gì? Y2, đúng không? Giá trị y1 bằng y2. Các bạn sẽ có một cái omega 1 và một cái omega 2. Hai cái omega này là các bạn sẽ thấy dòng điện nó giống nhau. Cô nhắc lại là dòng điện bằng nhau. Đó, cô sẽ vẽ nó ở đây là nó bằng nhau. Đó, hai cái dòng điện nó sẽ bằng nhau ở vị trí đó, được chưa? Cái omega 0 này nè là lúc đó là dòng điện nó sẽ đạt giá trị lớn nhất. Như vậy lúc đó cô sẽ có một cái giá trị là omega 0 ở đây. Và nó chính là cái đỉnh của ba môn. Đó là dòng điện ở đây nó sẽ đạt giá trị lớn nhất. Các bạn xem nha, đây chính là đạt giá trị lớn nhất. Y nó sẽ là gì? Max. Được chưa? Như vậy thì nó sẽ thành đây chính là cái giá trị Y max. Như vậy nó chính là một cái đỉnh parabol. Đó. Ở đây các bạn sẽ thấy có hai giá trị Y là gì? Bằng nhau. Được chưa? Như vậy thì đến đây này cô sẽ nhấn mạnh các bạn đây chính là omega 0. Như vậy các bạn thể hiện được omega này phải thỏa mãn cái biểu thức này thì bạn phải biết rằng đó chính là y max. Được chưa? Rồi. Ở đây cô cũng có sẽ nói các bạn một vấn đề, các bạn coi YouTube đó các bạn tắt cái tiếng luôn. Quan trọng nhất là cái lời giảng của cô đó các bạn. Thấy chưa? Quan trọng là cái lời đó để cô nhấn mạnh, cô chỉ cho các bạn điểm nào là trọng tâm. Được chưa? Các bạn tắt mất tiếng rồi thôi, bạn nghe là gì nữa không? Bạn đã phụ lòng cô đó nha. Đó, cô buồn đó nha. Khi mà omega tăng thì các bạn sẽ thấy là ZL nó tăng và ZC nó giảm. Bạn hiểu vậy rồi á. Câu này là lý thuyết có đó, cô có làm trong lý thuyết đó. Hiểu không?
cô làm lý thuyết rồi đó, bạn cho bạn học đi, bạn học được là bạn sẽ tới đây bạn nói được. Bạn nói bạn yếu nhưng mà cô nói thì bạn không nghe, thường là bạn cãi. Bạn phải lấy cái video lý thuyết để học phần điện xe chiều, bạn phải thuộc được tất cả các câu trong video lý thuyết đó, rồi các bạn mới bắt đầu chinh phục bài tập. Vừa làm được lý thuyết mà vừa có thể chinh phục được gì? Bài tập. Như vậy cô nói tiếp, Z nó tăng, nhưng mà cái đoạn này là Y tăng. Y tăng, Y thì bằng là U chia cho Z. Y mà tăng lên thì bắt buộc Z phải giảm. Được chưa? Như vậy Z giảm thì trong cái dạng bài tập này, tới đây các bạn sẽ thấy rằng Omega đang tăng. Omega đang tăng. Như vậy để do Z nó giảm xuống thì chắc chắn các bạn sẽ thấy cái phần ZC sẽ lớn hơn ZL. Thấy chưa? Như vậy từ trong cái đoạn từ đây đến đây luôn, từ trong cái này luôn còn nhiều các bạn có thể là đến số 0 chẳng hạn. Thì trong cái đoạn này chúng ta sẽ thấy là ZC của chúng ta sẽ lớn hơn ZL. Đó, cô giải thích. Nếu các bạn nghe không kịp, các bạn sẽ chép lại bài. Và các bạn nếu mà hôm nay chúng ta chưa coi được thì các bạn vào tiếp YouTube của cô, các bạn sẽ thấy cái chỗ này, cô giải thích cái chỗ này. Được chưa? Nhấn mạnh lại, ZC lớn hơn ZL trong đoạn này. Vì sao? Vì Y nó đang tăng thì bắt buộc tổng trở nó phải giảm. Như vậy tổng trở nó phải giảm thì anh giảm nhiều, anh giảm là chắc chắn là anh là gì? Làm cho giảm, đó là giá trị ZC. Và trong phần đó ZC nó phải lớn hơn thì cái độ giảm nó mới nhiều. Được chưa các em? Được chưa? Tương tự như vậy các em sẽ thấy từ đoạn từ đây nè. Mặc dù Omega nó vẫn tăng, Omega nó vẫn tăng, nhưng mà Y nó đã gì? Giảm xuống. Y nó giảm xuống thì lúc đó các bạn sẽ thấy là ZL lớn hơn ZC. Cô sẽ tận dụng cái đồ thị này, cô giải cho các bạn mấy bài tập nữa và các bạn sẽ thấy là cực kỳ dễ. Ok, như vậy ta sẽ qua cái phần này em nha. Qua cái video này cô đã nắm, cô đã chỉ được cho của em được cái này rồi đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua cái bài tập của chúng ta. Phải đủ bản lĩnh các bạn ha, không có nhùng ý chí ngồi mà thôi đi bạn, mình đi chơi thôi, mình đi chơi cho sướng thôi, mình khỏi học đi thì chắc chắn là các bạn ôi học ngủ quá thì các bạn không thể nào thực hiện được ước mơ của mình đâu các bạn ha. Chúng ta phải thực hiện ước mơ của mình. Chúng ta sẽ qua cái câu bài tập, đó là cái đề cao đẳng 2007. Cái đề nó cụ thể như sau, đó là mặt có R cuộn dây cuộn cảm độ từ cảm L C mắt nối tiếp và tất cả R L C không đổi. Và U nó không đổi luôn á các em nha. Bây giờ đặt vào đoạn mặt một hiệu điện thế không đổi, khi Omega thay đổi, Omega thay đổi, Omega bằng Omega 1 và bằng 200 bi đơn vị là rad trên dây. Khi Omega bằng Omega 2 và nó bằng 50 bi đơn vị là rad trên dây. Và hai cái này có một điều, đó là Y1 bằng Y2. Bây giờ cái đề là để cường độ dòng điện qua mặt cực đại, Omega thay đổi để Y mắc suy ra mặt cộng hưởng. Đây là mặt cộng gì? Cộng hưởng. Như vậy lúc đó là Y nó sẽ là giá trị lớn nhất của Omega con của các bạn. Bây giờ nó sẽ bằng căn bậc 2 của 200 bi nhân với lại 1. Và đáp án của cô sẽ là được 100 đơn vị là rad trên dây. Vậy các em trong này chúng ta sẽ chọn ngay đáp án đó là câu gì? Câu A. Đó, như vậy cái bài tập rất là dễ dàng khi các em hiểu được cái vấn đề mà cô đã làm ở đây ha. Như vậy chúng ta áp dụng ngay, chúng ta chọn ngay đáp gì? Đáp án. Ok, như vậy các bạn đã được chưa? À, chúng ta còn hai bài nữa thì cô sẽ tận dụng cái đồ thị này cô giải thích cho các bạn. Ok. À, khi bạn hiểu được vấn đề này á là các bạn sẽ làm đáp án rất là nhanh, mà cực kỳ nhanh luôn. Thôi các bạn làm chưa tới một phút này, các bạn chuẩn bị đi, sẵn sàng đi. Cô sẽ giúp các bạn cái bài tập tiếp theo đó, đề hài đại học 2011 với lại cái đề 2015 nha, giải cực kỳ nhanh. Ok, cứ tin cô các bạn nha. Ok, như vậy chúng ta sẽ xem lại cái vấn đề này cho cô một xíu ha.
Đây cô sẽ giúp các bạn cái đề đại học 2011. Cô nhảy cái đề ở đây. Quan trọng là các bạn phải đam mê ha. Vật lý là nó nghiên cứu về sự vật hiện tượng mà. À, như vậy thì cô 14 năm đi nghiên cứu vật lý nhưng mà cô vẫn thấy rằng là không hề hối hận. Và càng ngày thì mình càng thấy ra là vật lý nó rất là hay luôn. Bởi vì nó sẽ rất là gần gũi với thực tế chúng ta. Khi mà ta hiểu được nó, chúng ta hiểu được cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta thấy cuộc đời này rất là gì? Ý nghĩa. Ok. Ai mà đang chán đời thì học vật lý đi. À, hiểu vật lý tự nhiên hết chán cho coi. Ok. Không có người yêu, học vật lý giỏi là có người yêu. Ok, chúng ta tiếp tục câu gì? Đề đại học 2011. Cái đề của các bạn sẽ như thế này. U sẽ bằng là U căn 2 cos 100 đi T cộng cho phi 1. Đây là U1. U2 của bạn là bằng U căn 2 cos 100 đi T cộng một góc phi 2. Và U3 là bằng U căn 2 cos 100 đi T cộng một góc phi 3. À, mắc vào cái điểm trở RLC, như vậy cái mặt của mình là RLC, mắc nối tiếp. Và bây giờ là chúng ta sẽ thấy rằng là khi mắc vào thì cường độ dòng điện nó sẽ thay đổi. Và cô nhắc lại như thế này các bạn, mặc dù cái pha nhưng mà cái độ lớn của hiệu điện thế ở biên độ này chúng ta sẽ thấy nó cũng là không gì, không đổi. Chúng ta tiếp tục là mắc vào đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là dòng điện I1 của chúng ta sẽ bằng là I căn 2 cos 100 bt nhân vị là ampe. I2 của các bạn sẽ bằng là I căn 2 cos 120 bi T cộng cho 2 bi trên 3 nhân vị là ampe. I3 của các em sẽ bằng là I phẩy căn 2 cos 110 bi T trừ cho 2 bi trên 3. Và cái đề của các bạn đáp án như sau. Câu A, I sẽ bằng I phẩy. Câu B, I bằng I phẩy căn 2. Câu C, I nhỏ hơn I phẩy. Và câu D, I sẽ lớn hơn I phẩy. Đó, bây giờ dễ như vậy đó mà các bạn thấy đề nó ra một mùi như vậy. Nếu các bạn không hiểu thì các bạn sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Và cô giúp các bạn hiểu nè. Giờ chọn A hay B hay C hay D. Có một số bạn là ngồi nhắm mắt lại xong rồi xem nữa coi trong não mình nó xuất hiện chữ A đầu tiên thì bắt đầu đưa ra nó xuống âm cũng một cái dạng là chấp nghiệm hơi bị hay luôn á. Đó là đấm lụi mà hơi mà có cơ sở luôn á. Là em nghĩ ra chữ gì đầu tiên là em đấm vô chữ đó. May quá em đúng luôn á. Rất là dễ dàng. A hay B hay C hay D, các bạn đánh giùm cô đi ha. Như vậy thì ở đây các bạn nhìn nè. Nha, ở đây người ta có một cái y phẩy U. Mặc dù điện áp vậy nha, bên đây các bạn thấy này, hai cái y nghĩa phải bằng nhau không? Đó, cô phân tích cô thấy được điều gì? Cô thấy được y1 bằng y2. Đó, thấy chưa? Thấy giờ giống y xì nhau, y căn 2, y căn 2 giống nhau. Như vậy cô thấy là 100 bi nè, với 120 là cô thấy là có cái chỗ này rồi đó các em. Cô xóa cái đề của cô, cái đồ thị của cô ra này đó. Cô điền vào đây các em xem nè. Thấy không? Thấy hai cái này y bằng nhau chưa? Thấy hai cái y một bằng y hai chưa? Như vậy em sẽ thấy cái chỗ đó chính là 100 bi nè các em nha. Ok chưa? Tiếp vào đây là 120 bi nè các em, thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa? Rồi, bây giờ cô thử lấy máy tính ra, cô thử coi nó có ra được cái này không đó. Như vậy omega không của cô cho 110 đó. Các bạn thử đi. Có phải là một căn của 120 bi nhân với lại 100 bi. Các bạn bấm đi nó sẽ gần bằng là gì? 110 ở đây nè. Đó, thấy chưa? Bằng cũng được mà không bằng cũng không sao, bởi vì nếu mà không bằng thì sao nó không nằm trong cái khoảng này, các em thấy rồi đó, thấy chưa? Đó. Nhưng mà bằng thì càng đẹp, đúng không? Bằng càng đẹp, ở đây là 110 bi rất là đẹp. Đây chính là đỉnh. Và khi các bạn sẽ thấy là y này nó đạt giá trị lớn nhất đây. Nó lớn nhất rồi đấy. Hả? Nó lớn nhất rồi, tôi lớn nhất rồi. Vậy thì anh phải nhỏ hơn tôi thôi. À, các em chọn đáp án chưa đó, thấy không? Tôi lớn nhất rồi thì anh phải nhỏ hơn tôi thôi.
Thấy chưa? Đó. Tôi là giá trị lớn nhất. Đó. Đúng không? Lớn nhất. Bởi vì tôi đang ở gì? Ở cái đỉnh của Parabol. Rồi chỗ này không nè. Ok là chưa? À, chỉ là nhìn là thấy nó bán thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Xong. Cô giải quyết xong. Nha, cô tới đó là ok rồi đó. Nhiệm vụ cô đã xong. Cô đã chọn ra được đáp án. Giờ các cô còn một nhiệm vụ nữa thôi. Đó là cô còn một câu nữa thôi. Cô sẽ giải quyết một câu nữa là cô xong việc nha. Đó là mọi sự cố gắng của cô đã hết sức cố gắng ha. Và chỉ còn là mong chờ và các em có đủ bản lĩnh để tiếp nhận cái kiến thức này không ha. Và bỏ qua vai trò của thầy đúng không em à, đội tuyển Việt Nam của mình đó, U23 Việt Nam mình ha, U22 mình vừa rồi ha. Hắn nhờ thầy với bộ, có thầy mới giỏi được đúng không? Ghê, có cô, các bạn đừng lo. Tiếp tục, cô sẽ giải cho các bạn cái đề quốc gia 2015. Cái đề nó nói vậy nè. À, lần lượt đặt điện áp U1, U2, U3 cùng giá trị hiệu dụng nhưng tần số khác nhau. Như vậy các em có thấy vấn đề hồi nãy không? Y xì luôn, tần số nó khác nhau. Và lúc đó là mặt của chúng ta là RLC, mặt đối tiếp tương ứng với Y1 là bằng y căn 2 cos 150 bi bi t cộng cho bi trên 3. Y 2 sẽ bằng y căn 2 cos 200 bi t cộng một góc bi trên 3. Y 3 sẽ bằng y nhân cos 100 bi trừ góc bi trên. À, cô thấy là cả ngày các bạn học rồi, giờ mà học nữa các bạn thấy ớn đúng không? Nhưng mà cái gì nhìn nè, các bạn nè, dễ lắm nè. Các bạn có thấy hai ông này bằng nhau chưa? Đó, vậy cô kết luận được hai cái chỗ này cho rồi. Xong, như vậy hai ông này bằng nhau thì cô điền vào đây đi. Nó là cái gì? Xóa đồ thị này đi nha. Trời ơi, siêu dạy dễ vậy mà không ai học hết nè. Đó, điền vào đây cho cô là 150 bi. Điền tiếp vào đây cho cô đi là 200 đi, nó chỉ có thể nằm đó thôi. Nhưng mà chưa chắc là cái này nó sẽ A3 này có thể là sẽ ra là gì đây? Là cộng hưởng hay không thì cô không biết. Được chưa? Cô sẽ làm cái biểu thức này ráp vào thì cô thấy được là nó là 100 căn 3. Đây, được chưa? 100 căn 3 tức là 173 lần. Như vậy thì 100 của bạn nó sẽ không rơi vào chỗ này. Không rơi vào cái khoảng này mà nó sẽ nằm ở đâu đây? Đó, đây chính là cái giá trị gì? Omega của bạn là 100 đi. Đó, nó sẽ ở đây. Được chưa nào? Đó. Vậy cô đã phân tích xong cái bài toán của mình. Nhìn vào đồ thị là chúng ta sẽ thấy đáp án. Nha. Đó. Vì cái Y3 của chúng ta nó sẽ không rơi vào là 100 căn 3 này, mà nó sẽ rơi vào đó là gì đây? 100 bi thôi, nó sẽ nằm không phải nằm ở đâu, không phải nằm trong này mà sẽ nằm ở ngoài này. Được chưa? Và cái đáp án của các bạn là gì? À, đáp án là Y2 sớm pha hơn U2. Câu A. Câu B. Y3 sớm hơn là U3. Y1, câu C, Y1 trễ hơn là U1, câu D là Y1 cùng pha với Y2. Như vậy thì các em sẽ thấy là U1 với lại Y1 với Y2. À, đây, Y1 với Y2, trời mừng quá, bi kinh 3 cùng pha. Đúng không? Chọn liền đúng chưa? Chết chưa? Bởi vì nó đâu cùng cái tần số đâu các bạn phân biệt được, thấy chưa? Như vậy đi, 2 với 3 cùng pha là cái này là cái mà thông thường là thí sinh sẽ chọn ha. Xác suất chọn câu này rất là nhiều bởi vì nhìn thấy hai pha nó bằng nhau, nhưng mà cô thì loại mất tiêu rồi. Bởi vì sao? Bởi vì không cùng tần số nên đang không có so sánh được. Được chưa? Ha. Tiếp, các bạn sẽ phát hiện ra điều này ha. Xong giờ mình nhìn này đây ha. Giá C lớn hơn giá C lớn hơn giá L ha. Giá C lớn hơn giá L thì phải kết luận là Y sẽ nhanh hơn. Đấy. Thế bây giờ mình thấy là này là cái gì nè? Cái này là Y3 không nè? Này là cái Y3, có Y1
Đây là Y1 nè, còn đây là Y2. Vậy Y2 mà XL lớn hơn C thì U phải gì? U2 sẽ nhanh hơn Y2. U2 nhanh hơn Y2 và Y2 sớm hơn sai mất tiêu rồi, đó là U2. Tiếp tục các bạn xem U1, Y1, U1 đây. Đây, xin lỗi các bạn, ở đây ZC lớn hơn, như vậy thì Y sẽ nhanh hơn U. Như vậy bây giờ Y nhanh hơn U mà ta nói là kể trễ là nó sai rồi. Đó, còn anh này cũng vậy thôi, cái này cũng giống trên đây mà. Đang đúng không? Đang ở đây là omega. Là omega tăng và Y nó gì? Tăng theo và ZC gì? Lớn. Và rõ ràng các bạn sẽ thấy Y nhanh hơn U. Như vậy vị trí này là vị trí số 3, đúng không? Như vậy thì Y nhanh hơn U. Mừng quá. Cô đã gì? Chọn ra đáp án là Y nhanh hơn U. Ha, như vậy cái hay nhất của cô đó chính là cái đồ thị này. Ha, vậy tóm lại bài hôm nay cô sẽ nhấn mạnh các bạn một điểm, đó là gì? Chúng ta sẽ có nếu omega thay đổi hoặc S của bạn cũng được các bạn, mà gì? Để cho Y1 bằng Y2 hoặc là gì? Các bạn có thể là làm B1 bằng B2 cũng đúng đó bạn, cũng đúng luôn. Và hay là cos Phi1 hệ số công suất bằng cos Phi2. Ba cái này đều giống nhau hết và chúng ta đều đưa ra được. Và khi mà ba cái yếu tố này mà omega thay đổi thì Y nó mắc, B nó mắc, cos Phi này nó mắc thì mặt đều xảy ra gì? Cộng hưởng. Và lúc đó omega 0 của bạn sẽ bằng là căn bậc 2 của omega 1 nhân gì? Omega 2. Hoặc là omega 0 bình phương sẽ bằng là omega 1 nhân gì? Omega 2. Và tương tự như vậy các em sẽ có được ở chỗ này, đó là chúng ta có ZL2 thì bằng ZC1 và ZL1 thì bằng ZC2. Và ở đây cô có một cách nữa. Một là cô sẽ dùng cái đồ thị này, cô giải rất là nhanh. Và cô muốn học sinh của cô làm cái đồ thị này ha. Còn với cô thì cô không làm cái kiểu này thì cô cũng còn có một cách nữa để cô làm. Đó là cô sẽ thấy rằng cái chỗ này Y3, chỗ Y3 cô có thể dùng là tan Y3 bằng ZL3. À không, bây giờ cô dùng tan Phi1 đi cho nó dễ, để cô loại hai cái đáp án đi ra luôn đi, còn lại một đáp án thôi. Đó là ZL1 trừ ZC1 trên cho R. Mà ZC1 có thì bằng là ZL2 bằng ZL1 trừ ZL2 trên cho gì? R. Như vậy chữ R là không đổi rồi. Như vậy các em sẽ thấy là omega 1 của các bạn là 150. Omega 2 của các bạn là 200. Như vậy cái này nó sẽ nhỏ hơn gì rồi? Không đây nè. Omega 1 là 150, omega 2 là 200 pi, đúng không? Vậy thì 150 mà trừ cho anh này thì nhỏ hơn không? Mới nhỏ hơn không thì kết luận là gì? U sẽ chậm hơn Y. Và cô đang xử lý đó, U1 chậm hơn Y1. U chậm hơn, vậy Y sẽ gì? Nhanh hơn. Đó. Vậy đến đây cô tập rồi, đến đây là cô, chỗ này là cô bỏ đi rồi, hả? Cái này dưới này là cô bỏ rồi, cái này bỏ luôn, bây giờ bỏ này nữa. Em xem. Các em thay tan phi 2 vô đi coi thử nha. Tan của phi 2 sẽ bằng là ZL2 trừ ZC2 trên cho R. Mà ZC2 của các bạn á thì lại bằng ZL1. Vậy cô sẽ có được ZL1 trừ ZL2 trừ ZC gì? ZL1 trên cho R. Và ZL1 các bạn sẽ thấy ZL2 của bạn là 200, ZL1 của bạn là 150 thôi. Như vậy thì chắc chắn nó lớn hơn gì? Không. Như vậy các em sẽ kết luận là U2 sẽ sớm hơn Y2. Bạn coi thử là Y2 sớm hơn, sai luôn. Thấy chưa? Rồi xong, còn một cái câu gì thôi. Câu mệt. Vậy là như vậy có hai cách để giải. Một là chúng ta sẽ dùng cái tan để chúng ta so sánh, hai là chúng ta sẽ dùng đồ thị. Và dùng đồ thị thì cô thấy dễ hơn, chúng ta vẽ cái hình này vào trong vở và chúng ta học thuộc nó, để gặp nó là chúng ta sẽ chọn ngay đáp án. Ok, và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Có nghĩa là chủ nhật tuần sau cô sẽ tiếp tục live stream cho các bạn về giải cho các bạn một số cái bài tập về điện xe chiều ha. Ví dụ như là cái chùm về là
mặt RLC rồi bỏ đi tụ C chẳng hạn, rồi viết biểu thức Y chẳng hạn, viết biểu thức U chẳng hạn, hoặc là